Bộ Y tế dự báo trong thời gian tới các ca bệnh Whitmore có thể xuất hiện thêm, tuy không trở thành dịch nhưng bệnh thường tiến triển nặng, tỷ lệ tử vong cao. Vì vậy, Bộ Y tế đã chỉ đạo 9 tỉnh thành ở miền Trung tăng cường giám sát tình hình bệnh Whitmore tại địa phương để kịp thời phát hiện ca mắc mới. Cùng với đó, Cục Y tế dự phòng cũng đã có công văn yêu cầu triển khai công tác phòng chống căn bệnh này. Để chủ động phòng bệnh Whitmore, người dân cần thực hiện 5 biện pháp sau. 1. Hạn chế tiếp xúc với đất hoặc nước bùn. 2. Sử dụng giày dép và găng tay đối với những người thường xuyên tiếp xúc với đất và nước bẩn. 3. Khi có vết thương hở, cần tránh tiếp xúc với đất hoặc là nước có khả năng bị ô nhiễm. 4. Những người có bệnh mãn tính như tiểu đường, suy giảm miễn dịch cần bảo vệ các tổn thương để ngăn ngừa nhiễm khuẩn. 5. Khi nghi ngờ nhiễm bệnh, cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, khám, phát hiện, xét nghiệm và điều trị kịp thời.